Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục chương 8 là lập trình điều khiển tương tự. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về điều khiển theo lưu đồ. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái instruction, nó gọi là master control và master control reset. Khi mà chúng ta lập trình BC, chúng ta muốn viết một cái đoạn chương trình, và cái đoạn chương trình đó khi mà nó được thực hiện thì nó độc lập hoàn toàn với những cái đoạn chương trình khác trong chương trình chính của BC. Và nếu như nhu cầu chúng ta cần có một cái chương trình như vậy, có thể tạm gọi nó là chương trình con, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng master control và master control reset. Thì với hai cái câu lệnh này, nó sẽ tạo thành một cái đoạn chương trình, nó gọi là fan program. Fan program, có thể hiểu nó là một cái chương trình con trong một cái chương trình chính của VLC. Và cái chương trình con này nó được thực hiện khi mà cái câu lệnh là master control này nó được active, tức là nó có mức logic cao, thì lúc đó cái đoạn chương trình này nó sẽ được thực hiện theo thứ tự từ cái network đầu tiên cho tới network cuối cùng trong chương trình con này, tới khi nó gặp cái câu lệnh đó là master control reset thì nó sẽ kết thúc chương trình con. Và trong trường hợp nếu như mà cái network nó chứa cái câu lệnh là master control này nó có mức logic là thấp hay là trạng thái logic là false, thì cái chương trình con này nó sẽ được bỏ qua, nó sẽ được bypass, bỏ qua, không thực hiện. Tức là nếu như cái điều kiện ban đầu của cái chương trình, cái fan program này mà nó không thỏa thì chương trình nó sẽ bị bỏ qua luôn. Và khi người ta sử dụng hai cái câu lệnh này, tức là master control và master control reset, là hai câu lệnh này nó sẽ được thường dùng với nhau tạo thành một cặp. Tức là phải có mở đầu và phải có kết thúc bằng master control reset. Và các cái network nằm giữa hai cái câu lệnh này thì nó tạo thành là nội dung của cái chương trình con hay là fan program. Và trong cái hình này thì chúng ta thấy minh họa ở đây, chẳng hạn như ở đây chúng ta có chương trình chính của BC, main control program, ở đây cũng là main control program. Như vậy có thể thấy là cái chương trình fan program này nó đặt ở giữa cái chương trình chính của BC. Và ở đây đó là cái instruction bắt đầu của cái fan program, hay nó là chính là master control, mình sẽ đặt vào trong này. Và ở vị trí này là end control, end flow control, thì ở vị trí này chúng ta đặt là master control reset. Nó tạo thành hai cái instruction, một cặp, một cái bắt đầu là master control và kết thúc là master control reset. Và như vậy là cái fan program này hay cái chương trình con này nó thực hiện nếu như cái network này, network mà có chứa cái instruction master control này nó có trạng thái logic là true, thì lúc này cái đoạn fan program này sẽ được thực hiện, và nó sẽ thực hiện toàn bộ nội dung của fan program này, tức là các fan instruction trong này, cho tới khi nào nó gặp cái câu lệnh là end flow control, tức là ở đây nó chính là master control reset, thì nó sẽ kết thúc fan program này và lúc đó thì nó quay lại chương trình chính. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trong BC Mitsubishi thì nó sử dụng hai cái câu lệnh là master control, nó chính là viết tắt là MC, tức là cái instruction này, cái cấu trúc cú pháp mà mình viết trong chương trình BC chính là từ khóa là MC. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đặt vào đây một cái giá trị gọi là net netting, netting nó thường ký hiệu là chữ N, bắt đầu từ N0. Và cái netting này thì nó đánh số thứ tự của cái master control. Ví dụ như trong chương trình BC của mình có thể sử dụng nhiều cái master control, và có thể là master control này nó lồng trong cái master control khác, ví dụ như là mình có một cái master control, mình có một cái fan program, ở đây là chương trình số 1, ở đây là kết thúc chương trình số 1. Sau đó trong chương trình số 1 này chúng ta lại có một cái fan program nữa, mình đặt nó là chương trình số 2 thì nó cũng có kết thúc là chương trình số 2. Như vậy với cái nesting này, cái số thứ tự của cái master control hay là của fan program mình sẽ đặt vào đây để phân biệt là cái câu lệnh bắt đầu và kết thúc của một chương trình con nó
ở vị trí nào ha. Và tiếp theo, trong cái cú pháp của instruction này thì nó còn có cái device, và ở đây nó là dạng bit. Thường thì người ta sẽ đưa vào đây là một cái bit internal relay để xác định là cái chương trình con này ha, cái master control này nó được active hay chưa. Nếu trong trường hợp mà nó được active thì cái bit này nó sẽ được turn on. Và với master control reset thì nó có cái câu lệnh này, MCR, và cũng là nesting. Như vậy ở đây chúng ta sẽ khảo sát trong một cái chương trình cụ thể trong BC Mitsubishi. Thì ở đây chúng ta sử dụng câu lệnh là master control này ha, MCN1, tức là thứ tự của chương trình con. Và cái bit là device bit này là bit status, tức là bit trạng thái, nó thể hiện là cái master control này khi nào được active ha. Và cái bit này thì mình tự chọn ha, mình tự chọn, thì người lập trình họ tự chọn, họ đưa vào đây cái bit nào cũng được tùy theo cái mong muốn của họ. Và cái số thứ tự này thì nó cũng không bắt buộc là chúng ta phải sử dụng theo thứ tự 0 1 2 3 4, chúng ta có thể sử dụng tùy thích, số thứ tự tùy thích ha. Miễn là cái câu lệnh master control reset này thì nó tương ứng với lại cái câu lệnh master control ở đây với cùng cái nesting. Ví dụ như ở đây chúng ta vẫn ghi câu lệnh là MCR, nhưng ở đây chúng ta ghi là N2, thì có nghĩa là cái câu lệnh MCR này nó không phải là kết thúc cái federal RAM được mở ra bởi cái câu lệnh master control này, vì hai cái nesting là khác nhau ha. Nesting này là 2, nesting này là 1 thì nó khác nhau, nó không phải là cái câu lệnh kết thúc của cái federal RAM này. Và có thể thì trong chương trình, trong phần mềm lập trình ZWork nó sẽ báo lỗi nếu như chúng ta không có câu lệnh kết thúc cũng như không có câu lệnh mở đầu cho nó tạo thành cặp ha, thì nó sẽ báo lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát một cái đoạn chương trình mà có sử dụng cái master control. Ví dụ ở đây chúng ta sử dụng một cái câu lệnh là master control netting 0, bit M10 là bit trạng thái, để báo trạng thái là khi nào cái master control này được turn on. Thì ở đây cái điều kiện để cho cái network này nó được turn on, nếu như M1 nó có mức logic là 1 true thì cái master control này nó sẽ thực hiện. Và khi mà chúng ta sử dụng cái master control, chú ý ở đây nè, các bạn thấy cái bit này chúng ta không code vào, chúng ta không lập trình vào, chúng ta không tạo nó ra, mà chương trình nó sẽ tự tạo bằng cách là chúng ta chỉ cần đặt cái bit M10 vào trong cái status bit trong cái câu lệnh master control. Thì khi chúng ta compile và hiển thị ở chế độ debug online thì nó tự động trong chương trình nó sẽ xuất hiện cái này ha, xuất hiện cái này. Điều này nó chứng tỏ là khi mà M10 mà on á thì tất cả những cái network ở phía bên trong này nó mới được thực hiện ha. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy nè, trong trường hợp này, ở trong trạng thái này thì M1 nó đang có trạng thái là phone nè, nó không có màu xanh ha. Ví dụ như ở đây M2 nó đang on nè, nhưng M1 nó đang có trạng thái là off nè ha. M1 đang có trạng thái là off nè. Như vậy thì cái master control hay cái instruction này nó không được thực hiện, và điều đó có nghĩa là M10 của mình cũng là off nè. M10 mà off thì có nghĩa là chỗ này chúng ta có thể tưởng tượng nó bị disconnect ha, giống như là cái đường power line ở đây nó bị disconnect, có nghĩa là mặc dù là các cái bit trong này nó on, nó đóng lại, nhưng mà do cái đường power line này nó bị disconnect cho nên nó sẽ không tạo thành cái dòng điện đi qua cái network này. Và như vậy chúng ta thấy là mặc dù là M2 được turn on, tuy nhiên là E1 vẫn đang có trạng thái là off. Lý do là cái đường power line này nó bị disconnect bởi M10, do M10 đang có trạng thái off. À, rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái slide này. Thì ở cái slide này chúng ta thấy là M1 trong trường hợp này nó đang có trạng thái on. Và vậy thì cái instruction này ha, nó cũng được thực hiện ha, do cái điều kiện này nó thỏa cho nên instruction này được thực hiện, master control này thực hiện. Và khi cái master control này được thực hiện thì M10 sẽ có trạng thái là on. Và như vậy chúng ta thấy ở đây M10 đang có trạng thái on nè ha. Và như vậy cái đường power line này nó được duy trì. Và ở đây chúng ta thấy là giống như trường hợp vừa rồi, M2 vẫn có trạng thái on, và lý do là trong trường hợp này M10 nó đã on rồi ha. Hay nói cách khác là cái đường power line trong trường hợp này nó không bị disconnect, cho nên là gì? Nó hoàn toàn đủ điều kiện để turn on cái network này chứa E1 ha. Khi M2 on thì E1 cũng on. Lý do là chương trình master control trong trường hợp này nó được thực hiện, thì tất cả những cái instruction hay là những cái network bên trong cái chương trình con federal RAM của N0 này ha, thì nó được thực hiện ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua một khái niệm khác gọi là pointer. Thì pointer thường nó sẽ đi kèm với cái câu lệnh đó là condition jump, tức là nhảy mà có điều kiện
ha, nhảy có điều kiện, và nó nhảy đến đâu, nhảy tới vị trí pointer. Và trong chương trình BC Mitsubishi, làm sao chúng ta tạo ra được cái pointer này? Thì chẳng hạn như chúng ta đang có ba cái network như vậy. Để tạo ra pointer thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra các cái network trước, và chúng ta sẽ xác định là cái vị trí của cái network nào chúng ta đặt cái pointer. Thì khi đó chúng ta click click chuột vào cái vị trí mà chúng ta muốn đặt pointer ha, double click vào vị trí đó, và sau đó chúng ta nhập B và số thứ tự bắt đầu từ 0 ha, B0, B1, B2, B4, với B là viết tắt của chữ pointer. Thì như vậy là gì? Ở đây chúng ta đang tạo được một cái pointer. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải có một cái câu lệnh là CJ, là condition jump ha, và jump tới đâu? Jump tới cái vị trí pointer mà chúng ta đã tạo. Ví dụ như ở đây. Trong trường hợp này thì ở đây chúng ta sử dụng cái câu lệnh là CJ B1, tức là condition jump tới vị trí B1. Và khi nào nó nhảy? Khi cái điều kiện ở đây nó được thỏa ha, hay nói cách khác là cái network này nó on, hay cái điều kiện này nó on, thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh là condition jump, và nhảy tới đâu? Nhảy tới vị trí B1, và B1 thì do mình chọn vị trí. Ví dụ như mình muốn là cái pointer nó nhảy tới cái network này để nó thực hiện network này, thì chúng ta đặt cái vị trí B1 vào đây. Và như vậy là nếu như trong trường hợp này khi mà không on, nó sẽ thực hiện câu lệnh là CJ B1, có nghĩa là nó sẽ jump tới cái vị trí network số 5 này, và nó sẽ bỏ qua cái network số 3 không thực hiện. Vì vậy mà chúng ta thấy là mặc dù M2 nó on, nhưng trong trường hợp này là I2 nó off. Lý do là cái network này nó không được xử lý. Và như vậy là I2 nó off ha, lý do là nó không được xử lý ha, mặc dù M2 là on. Rồi, nó sẽ nhảy tới vị trí là network số 5 có cái pointer mà chúng ta đã chỉ ở ở đây ha. Và trong trường hợp này là X0 on nên Y0 cũng on. Rồi. Tiếp tục ở đây ha. Tiếp tục ở đây, chúng ta thấy nè ha, là M0 có điều kiện thì nó nhảy tới B1 ha, B1 nhảy tới B1 thì nó xử lý cái này và nó bỏ qua cái network số 3. Và chúng ta thấy là network thứ ba bị bỏ qua, trong khi là cái điều kiện nhảy nó là on. Và như vậy là chỉ có network số 5 này nó được thực hiện khi mà cái lệnh CJ này nó được được nhảy tới ha. Rồi, tiếp theo nữa là cái câu lệnh là fan, fan fan tức là nó kết thúc cái fan của RAM ha, nó viết tắt của chữ fan end. Thì trong trường hợp nếu như mà chúng ta sử dụng cái câu lệnh là CJ, tức là nhảy có điều kiện á, thì lúc đó nó sẽ nhảy tới cái network mà có cái vị trí pointer chúng ta được sử dụng trong cái câu lệnh là CJ condition jump. Và như vậy thì câu hỏi đặt ra là khi mà nó nhảy tới cái network đó, sau khi nó xử lý network đó xong rồi thì nó tiếp tục hay nó quay lại chương trình chính ha, và tới khi nào nó kết thúc? Thì cái câu trả lời đó là nó sẽ xử lý cho tới khi nào nó bắt gặp cái câu lệnh fan này ha, nó sẽ xử lý cho tới khi nào nó bắt gặp cái câu lệnh fan này, thì lúc đó nó sẽ kết thúc ha, nó sẽ kết thúc, nó không xử lý. Thì chúng ta sẽ thấy sẽ xem rõ trong cái hình này. Thì trong cái hình này chúng ta thấy đây là cái chương trình chính nè ha, đây cũng là chương trình chính nè, đây cũng là chương trình chính nè. Và ở đây chúng ta sử dụng cái câu lệnh là condition jump CJ tới vị trí pointer là 2 sao. Ở đây là do mình không đặt cái số cụ thể ha, tạm tượng trưng là pointer có 2 sao, và cái vị trí pointer 2 sao đặt ở đây ha, đặt ở đây. Bình thường nếu như mà cái điều kiện của cái câu lệnh CJ này nó chưa có thỏa, tức là nó đang có trạng thái off, thì cái câu lệnh CJ này sẽ không được thực hiện. Vậy thì cái dòng quét của BC nó sẽ bắt đầu từ đây, bắt đầu từ network số 0 ha, nó chạy qua đây, lướt qua cái câu lệnh CJ này. Do cái điều kiện của câu lệnh CJ này không đúng cho nên nó bỏ qua câu lệnh CJ này ha, và nó sẽ tiếp tục chương trình chính cho tới khi nó gặp cái câu lệnh là fan end ha, fan end. Thì lúc này là kết thúc, nó trong BC nó sẽ tạm hiểu là
chương trình chính của mình là kết thúc và nó sẽ lặp lại network số 0. Đây là trong trường hợp cái điều kiện của câu lệnh CJ này nó off nha. Nó chưa thực hiện cái câu lệnh CJ, tức là nó bỏ qua câu lệnh CJ. Thì cái dòng quét của trong chương trình BC nó sẽ quét từ network số 0 cho tới khi nào nó bắt gặp cái câu lệnh FANN, thì lúc này nó sẽ lặp lại, nó quay về cái network số 0 để nó xử lý lại cái vòng quét tiếp theo của BC. Trường hợp thứ hai, nếu như mà cái câu lệnh CJ này cái điều kiện của nó thỏa, hay nói cách khác là điều kiện này nó là on, thì lúc này nó sẽ thực hiện cái câu lệnh CJ. Vậy thì khi thực hiện câu lệnh CJ nó sẽ nhảy tới vị trí pointer 2 sao. Và vậy thì cái chương trình này của mình sau sau cái câu lệnh CJ này cho tới cái câu lệnh FANN này sẽ được bỏ qua. Lý do là nó nhảy tới vị trí pointer mà pointer của mình nó đặt ở vị trí này, cho nên cái pointer mình sẽ nhảy tới vị trí này ha, và nó thoát ra khỏi cái FANN đầu tiên. Sau đó nó sẽ xử lý cái đoạn chương trình này ha, xử lý đoạn chương trình này cho tới khi nào nó bắt gặp cái câu lệnh FANN tiếp ha. Vậy thì cái dòng quét của BC trong trường hợp là cái điều kiện của CJ thỏ là bắt đầu từ network 0 cho tới câu lệnh CJ, bỏ qua cái đoạn chương trình nằm ở đây và tiếp tục xử lý cho tới khi nào bắt gặp câu lệnh FANN, sau đó lặp lại cái network số 0. Đó là nó xử lý chương trình trong trường hợp, trong hai trường hợp là CJ thỏ điều kiện và CJ không thỏ điều kiện. Còn cái câu lệnh N ở đây thì nó là kết thúc của cả chương trình ha, cả chương trình luôn, kết thúc của cả chương trình BC luôn. Ví dụ minh họa ở đây, thì ở đây chúng ta sử dụng cái câu lệnh CJ nhảy tới vị trí pointer B1, vị trí pointer B1 đặt tại network số 5. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là M0 tức là điều kiện của cái câu lệnh CJ, M0 bằng 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 1 tức là mức logic on, thì nó sẽ thực hiện câu lệnh CJ là nó nhảy tới B1. Vậy thì chúng ta thấy là tại cái network số 3 nó không xử lý, chính vì vậy mà I2 là bằng 0, thậm chí là trong trường hợp M2 là bằng 1 ha, là bằng giá trị on. Thì khi nó thực hiện tới, khi nó nhảy tới B1 thì nó xử lý network số 5, network số 8 ha. Và ở đây là do bắt gặp cái network số 10 có câu lệnh là end, tức là kết thúc chương trình BC luôn. Cho nên đến đây là kết thúc và nó sẽ lặp lại cái network đầu tiên, network số 0. Thế thì trong trường hợp nếu như mà cái điều kiện của câu lệnh CJ này nó không thỏa, tức là M0 bằng off, thì cái dòng web BC nó sẽ bắt đầu từ network số 0, nó bỏ qua câu lệnh CJ này và tiếp tục thực hiện network số 3, số 5, số 8, số 10. Lý do là trong trường hợp này chúng ta không có sử dụng FANN instruction, không sử dụng câu lệnh FANN, cho nên nó sẽ xử lý cho tới khi nào bắt gặp cái câu lệnh end thì nó kết thúc và quay về network số 0. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ xét trong chương trình mình có sử dụng câu lệnh FANN. Vậy thì như thế nào? Đầu tiên là M0 nó bằng 0 nè, nó bằng on nè, thì nó sẽ thực hiện câu lệnh CJ B1. Như vậy nó sẽ nhảy tới vị trí B1, bỏ qua network số 3 ha. Chúng ta thấy là M2 bằng 1 nhưng mà I2 là bằng 0 nè, do nó bỏ qua network số 3 không xử lý. Tiếp theo khi nó nhảy tới network số 5 nó xử lý xong, tới network số 8 là nó bắt gặp câu lệnh FANN. Như vậy đến đây là nó kết thúc ha, nó kết thúc và nó sẽ lặp lại network số 0 là network này và tiếp tục cứ như thế. Vậy thì chúng ta thấy là ở đây nó bỏ qua network số 9, lý do là tới network số 8 là FANN, nó đã kết thúc chương trình rồi ha, đến đây là kết thúc rồi và nó sẽ quay về. Thế thì trong trường hợp nếu như mà cái điều kiện của CJ này mà bằng bằng 0, tức là nó không thỏa, chẳng hạn như ở đây M0 mà bằng bằng 0 tức là trạng thái off, thì CJ này nó sẽ không thỏa. Vậy thì cái câu lệnh CJ nó sẽ bỏ qua, nó sẽ tiếp tục thực hiện câu lệnh số 3, câu lệnh số 5 cho tới khi gặp cái câu lệnh fan ha, cho tới khi nó gặp câu lệnh fan ha, thì nó kết thúc. Tiếp theo là lý do là nó không có thực hiện cái câu lệnh CJ này, thì như đây chúng ta thấy nè. Cứ bắt gặp câu lệnh fan thì nó sẽ quay về chương trình chính. Thì như ở đây chúng ta thấy, nếu như ở đây nó bắt gặp câu lệnh fan thì nó sẽ quay về chương trình chính ha, cứ bắt gặp câu lệnh fan thì quay về chương trình chính. Vậy thì
cái câu lệnh mà cái network số 9 này nó sẽ được thực hiện khi nào? Ha. Câu hỏi là cái network số 9 này nó sẽ được thực hiện khi nào? Ha. Vì nếu như mà chương trình của mình nó xử lý từ network số số 3 hoặc số 5 thì nó đến network số 8 nó gặp cái câu lệnh fan, nó sẽ quay về network số 0. Vậy thì network số 9 này sẽ được xử lý khi nào? Sẽ được xử lý nếu như nó vượt qua khỏi cái câu lệnh fan này. Ha. Cái pointer của chương trình nó vượt qua cái câu lệnh fan này thì lúc này nó sẽ xử lý network số 9. Ví dụ như ở đây chúng ta đặt là pointer B2 và ở đâu đó trong chương trình chúng ta đặt cái câu lệnh là condition jump tới B2 thì như vậy network số 9 này sẽ được xử lý. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu tới lập trình tương tự các bước. Thì đối với BC khi mà lập trình cho một cái hệ thống, thông thường là cái người học lập trình BC là thường hay lập trình tương tự các bước. Trong thực tế thì tất cả các cái dây chuyền trong nhà máy ha, trong công ty, trong xí nghiệp thì đa phần chúng ta cũng đều có thể chia ra các bước để mà lập trình. À, chẳng hạn như là một cái hệ thống chọn thì nó cũng có các bước theo trình tự. Thông thường thì hầu hết các máy đều có thể lập trình theo dạng tương tự, bước trước đến bước sau. Tuy nhiên đối với những cái hệ thống mà điều khiển quá trình, điều khiển quá trình thì lại không phải là các bước diễn ra theo tương tự, hoặc là đối với những cái hệ thống conveyor hoặc là các dây chuyền sản xuất thì nó cũng không phải là một hệ thống tương tự, tại vì chẳng hạn như một cái dây chuyền nó có nhiều khâu, nhiều chạm thì tất cả những khâu chạm đó nó hoạt động song song với nhau ha. Tuy nhiên nó có những cái tín hiệu bắt tay, ví dụ như từ chạm 1 nó đưa cái sản phẩm, cái pallet từ chạm 1 chuyển qua chạm 2 thì giữa hai chạm đó lại có tín hiệu bắt tay phối hợp với nhau. Cho nên là khi mà chúng ta lập trình cho một cái hệ thống cho một cái dây chuyền như vậy thì nó không thể nào là tương tự được, mà nó phải là hai quá trình diễn ra song song, và trong hai quá trình đó thì xét ở mỗi quá trình con này nó có thể là một cái quá trình tương tự. À, thì ở đây chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ học về cái khái niệm là lập trình tương tự như thế nào. Thì hầu hết các cái ứng dụng là có thể được lập trình tương tự theo các bước, và đối với điều khiển theo quy trình thì chúng ta có thể chia ra được nhiều bước giống như đã nói. Và mỗi bước như vậy thì chúng ta phải thực hiện theo trình tự từng bước một, và mỗi bước là thực hiện một nhiệm vụ. Ví dụ như là trong hệ thống chọn thì đầu tiên chúng ta đưa vào cái chất A, bước 2 đưa vào chất B, bước 3 là mình chọn, bước 4 là mình xả ra. À, thì đối với những hệ thống mà mình có thể chia ra được các bước như vậy thì chúng ta có thể lập trình áp dụng cái cách lập trình tương tự. Thì cái phương trình logic cho việc lập trình tương tự theo các bước nó được định nghĩa như sau. Viết tắt của chữ step ha, S là viết tắt của chữ step, SI là định nghĩa cho cái bước thứ y, SI trừ 1 là bước thứ y trừ 1, SI cộng 1 là bước sau của bước thứ y, và CI chính là điều kiện của cái bước thứ y. Thì như vậy chúng ta thấy là cái điều kiện để cho nó active hay là nó kích hoạt cái bước thứ y, nó bao gồm là hai điều kiện: phải có cái bước thứ y trừ 1, tức là phải có cái bước trước đó nó phải được active, nó phải được kích hoạt, cộng với điều kiện kích hoạt của bước hiện tại, và đồng thời phải có thêm cái điều kiện là phủ định của cái bước tiếp theo, tức là bước hiện tại nó muốn được kích hoạt thì điều kiện cần là phải có cái bước trước đó đã kích hoạt ha, cộng với là cái điều kiện cho phép kích hoạt bước hiện tại, và điều kiện đủ là phải có cái bước tiếp theo, tức là bước tương lai đó nó chưa được kích hoạt ha. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là cái bước tiếp theo ha, cái bước sau nó sẽ reset cái bước trước, tại vì khi mà SI cộng 1 này nó được active thì SI cộng 1 là on và phủ định của nó sẽ là off. Và chúng ta thấy trong cái phương trình logic này, nếu SI cộng 1 phủ định mà là off thì SI sẽ bằng off theo ha, sẽ có trạng thái off theo ha. SI bằng 1, SI mà on
Nếu SI trừ 1 on, CI cũng là on và SI cộng 1 phủ định là on. Còn nếu như một trong ba điều kiện này mà nó off ha, thì SI sẽ là trạng thái off. Lý do là ở đây chúng ta thấy là tất cả nó đều là AND với nhau ha. Tất cả cái điều kiện này nó đang AND với nhau. Thì thông thường khi mà chúng ta lập trình tương tự theo bước á, thì chúng ta sẽ sử dụng các internal device. Ví dụ như trong PC Mitsubishi á, thì chúng ta có thể sử dụng các cái vùng nhớ là vùng nhớ M ha, vùng nhớ M nó gọi là internal relay. Thì cái vùng nhớ này thì chúng ta có thể sử dụng từng bit một ha, ví dụ như là M0, M1, thì tất cả những cái này là đều có kích thước là một bit và nó rất phù hợp cho việc sử dụng làm các cái cờ báo trạng thái của các bước ha. Ví dụ như bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 thì nó sẽ tương ứng là M1, M2, M3, M4 ha, nó rất là đơn giản như vậy. Thì có một vài kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để xây dựng chương trình PC mà giúp cái hệ thống nó hoạt động trình tự theo bước như vậy. Đầu tiên là chúng ta sử dụng cái câu lệnh là set và reset. Thì cái này chúng ta đã được học ở trong chương 7 rồi ha. Set và reset nó là dạng output mà nó có chốt trạng thái, nó có nhớ trạng thái. Điều đó có nghĩa là khi mà mình set một cái đối tượng lên, một set thêm một cái device lên, thì khi mà mình muốn cho cái device đó nó có trạng thái off thì mình phải reset nó đi ha. Chứ không, nó không thể tự chuyển từ trạng thái on sang trạng thái off giống như là cái normal output coil ha. Ở đây là nó là latch coil và unlatch coil. Vậy là khi mình muốn cho nó on thì mình phải set, và khi nó off thì mình phải reset nó ha. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái câu lệnh là set và reset. Vậy thì áp dụng cái phương trình logic như vừa rồi, chúng ta có thể viết được các cái network như sau. Ở đây thì S1, S2 ha, thì nó định, nó tượng trưng cho hai bước là bước 1, bước 2, hay là SI và SI cộng 1 là trong trường hợp khái quát hóa thì là bước thứ Y và bước thứ Y cộng 1. Thì ở đây chúng ta xét trường hợp thứ nhất là chúng ta muốn kích hoạt cái bước số 1, step 1. Thì cái điều kiện của bước 1 là ở đây, mình đặt ở vị trí này và nó mắc nối tiếp với lại cái điều kiện để bắt đầu cái bước số 1. Thông thường nó sẽ là cái điều kiện start của hệ thống. Thì muốn hệ thống bắt đầu thì chúng ta tác động vào nút start ha, thì nó sẽ bắt đầu. Sau đó là chúng ta khảo sát cái network thứ hai là set cái bước bước thứ hai ha, set S2. Và cái điều kiện để cho cái này on, cái này là S thứ 2, thì nó sẽ bằng là gì? Là nó sẽ bằng S thứ 1 nhân với lại là điều kiện của bước số 2 và nhân với lại là reset của bước số 1. Xin lỗi, reset của bước số 3. Ha. Cũng như ở đây chúng ta là ở cái bước số 2 này, chúng ta sử dụng cái câu lệnh reset cái bước 1. Ha. Bước số 2 mình reset bước số 1 và bước số 3 sẽ reset bước số 2. Và đây là trường hợp khái quát ha. Như vậy nếu như trong trường hợp nếu như mình có cái bước số 3 nữa thì đây nó sẽ là step 2, step 3 condition, và ở đây sẽ là set S3 và reset S2 ha. Đó là cái cấu trúc nếu như mình sử dụng set và reset. Và tiếp theo thì đối với mỗi một cái bước như vậy ha, lúc nãy chúng ta có set S1, S2, S3, S4 ha, thì lúc nãy chúng ta nó có nói là những cái bước này thì mình sẽ có thể sử dụng các cái cờ là vùng nhớ M ha. Và sau đó mình sử dụng các cái bước này để điều khiển các cái output, và những cái output này nó mới thực hiện các cái tác vụ trong chương trình ha. Output số 1, số 2, số 3, số 4. Ví dụ ở đây cái input X0 đóng vai trò là nút start. Ở đây chúng ta sử dụng xung cạnh lên ha, input xung cạnh lên. Tại sao chúng ta phải sử dụng input có xung cạnh lên này? Tại vì trong trường hợp giả sử như chúng ta nhấn giữ nút start ha, nếu mình nhấn giữ nút start thì nếu như mình không sử dụng cái xung cạnh lên thì cái trạng thái logic này nó on liên tục
Và như vậy là nó set M1 liên tục. Trong khi đó là M1 này nó phải được xóa đi, nó phải bị được reset trong trường hợp nếu như là cái bước số 2 nó được set ha. Vì vậy mà để tránh trường hợp là cái bước số 1 này nó được set liên tục thì chúng ta ở đây sử dụng cái xung cạnh lên của cái start ha. Rồi, tiếp theo cái điều kiện bước số 2 để set bước thứ hai đó là gì? Đó là phải có bước số 1 active nè. Phải có điều kiện để bắt đầu bước số 2 thì tùy theo chương trình thôi ha. Tùy theo điều kiện của chương trình, tùy theo điều kiện vận hành chương trình thì cái input này nó sẽ thay đổi. À, thì như vậy đây là cái điều kiện để set bước số 2. Rồi, khi mà qua đến bước số 2 thì mình sẽ reset cái bước số 1 ha. Đến bước số 2 thì mình sẽ reset cái bước số 1 ha. Rồi, và ở đây mình reset bước số 1 ha, cái này mình bỏ đến đây. Rồi, tiếp theo nữa là điều kiện của bước số 3. Bước số 3 thì mình dùng cái bước số 2 và điều kiện bước số 3 để set cho cái bước số 3. Đồng thời ở bước số 3 này thì mình lại reset cái bước bước số 2. Chỗ này các bạn sửa lại ha. Chỗ này là reset bước số 1 đưa vào đây, đưa vào bước số 2. Và ở bước số 3 này thì mình reset bước số 2 ha. Bước sau reset bước trước. Rồi, và sau đó thì mỗi bước như vậy mình sẽ điều khiển tương ứng với một cái output ha, điều khiển một cái output để nó thực hiện cái tác vụ của chương trình. Rồi, kỹ thuật thứ hai là chúng ta sử dụng cái normal output coil ha. Thì chúng ta đã học rồi, thì cái output coil này nó có đặc điểm là gì? Nó sẽ được turn on nếu như cái điều kiện ở đây nó là on, và nếu như cái điều kiện ở đây off thì cái output này nó cũng off theo và chúng ta không cần phải set. Và khi mình sử dụng cái normal output coil này thì có một điểm lưu ý đó là gì? Nhắc lại ha, là các cái output này nó chỉ được sử dụng duy nhất ở một network thôi, không thể sử dụng ở nhiều network. Nó khác với lại trường hợp là mình sử dụng set và reset. Trường hợp normal output coil này lý do là nó tự động nó tắt ha, tự động nó on, tự động nó off. Với các cái điều kiện, tùy theo các cái điều kiện đầu vào của nó, cho nên là cái dạng normal output coil này chỉ được sử dụng ở một network thôi, không thể sử dụng ở hai network trở lên. Rồi, thì ở đây chúng ta thấy nè, cái điều kiện để kích hoạt bước số 1 đó là gì? Điều kiện start nè, điều kiện của bước 1 nè, và không có bước số 2 ha, tức là chưa có bước số 2. Và đồng thời ở đây lý do là X1 của mình nó sẽ bị turn off nếu như cái điều kiện đầu vào nó off. Vậy thì giả sử như mình xét ở trường hợp là nếu như bên đây mình dùng nút nhấn Start, khi mình nhấn vào mà thả ra thì cái tiếp điểm này nó sẽ hở ra. Và nó hở ra thì cái điều kiện X1 nó sẽ mất đi ha. Và nó kéo theo là X1 nó cũng bằng không luôn. Vậy thì để tránh cái hiện tượng đó ha, chúng ta sử dụng cái tiếp điểm của X1 để duy trì cho nó ha, để duy trì trạng thái cho nó trong trường hợp là cái điều kiện của bước số 1 này nó mất đi hoặc là điều kiện start này nó mất đi, thì cái bước số 1 này nó vẫn được duy trì cho tới khi nào mà cái bước số 2 kích hoạt thì nó sẽ reset bước số 1. Khi bước số 2 kích hoạt thì chỗ cái tiếp điểm này nó sẽ hở ra và như vậy là nó sẽ làm cho X1 mất đi ha, X1 mất đi. Rồi, tới bước số 2 thì cái điều kiện để bước số 2 on đó là gì? Phải có bước số 1, điều kiện bước số 1 on và chưa có bước số 3. Và cũng như vậy tương tự chúng ta sử dụng cái bước số 2 để tự duy trì cho nó trong trường hợp là mình reset cái bước số 1 nè, ở cái bước số 2 này mà nó on ha, thì bước số 1 sẽ bị reset. Và như vậy nếu S1 mà bị reset thì cái điều kiện này sẽ off. Nếu điều kiện off mà mình không có duy trì ở đây thì S2 nó cũng sẽ off theo, cho nên phải dùng S2 để duy trì lại. Và đồng thời khi mà mình ở cái bước số 2 này phải có điều kiện, và khi mình thực hiện cái bước số 2 này đôi khi cái điều kiện này nó cũng sẽ mất đi. Và chính như vậy là mình phải duy trì luôn cả cái điều kiện này ha. Và S2 này nó chỉ mất đi khi nào có bước số 3 thì nó sẽ reset cái bước số 2. Và đây là trường hợp khái quát lên ha, trong trường hợp tổng quát với bước thứ y và bước thứ y cộng 1. Và cũng tương tự như cái kỹ thuật dùng set reset, chúng ta cũng dùng các cái
bước để điều khiển các cái output để thực hiện các cái tiếp vụ. Đây là ví dụ chương trình ha. Ví dụ ở đây chúng ta sử dụng X0 nè ha, là cái điều kiện start, cũng là cái điều kiện bắt đầu bước số 1. Dùng M1 để định nghĩa là bước số 1 ha. Ở đây chúng ta dùng bước 1 để tự duy trì cho chính nó, và dùng bước số 2 để reset. Ở bước số 2 cũng vậy, chúng ta phải có điều kiện là bước số 1 nó phải được kích hoạt trước, sau đó phải có điều kiện để bắt đầu được bước số 2, và dùng bước số 3 để reset bước số 2, cũng như là dùng bước số 2 để duy trì cho chính nó ha. Đây chúng ta thấy ở bước số 3, dùng bước số 3 để duy trì cho chính nó ha. Và bước số 3 chỉ được turn on với điều kiện là phải có bước số 2 và điều kiện cho phép bắt đầu bước số 2, xin lỗi, bắt đầu bước số 3. Và ở đây là cái điều kiện để xóa bước số 3. Thông thường thì ví dụ như đối với cái bước số 3 trong chương trình mình chỉ có bước số 3 thôi, không có bước số 4, thì cái điều kiện để xóa bước số 3 là sau khi cái bước số 3 thực hiện một cái tác vụ gì đó thì nó làm thay đổi giá trị cảm biến, mình dùng giá trị cảm biến đó để mình xóa cái bước số 3 luôn ha, reset cái bước số 3 luôn. Sau đó thì mình mới dùng các bước để mình khiển điều khiển cho các cái output tương ứng ha. Kỹ thuật tiếp theo là sử dụng thanh ghi ha, thanh ghi data, register data. Thì khi mà mình sử dụng các cái thanh ghi data này thì nó có một cái ưu điểm, đó là gì? Là mình không cần phải set hay reset cái giá trị, cũng như là mình cũng không cần phải duy trì cái trạng thái của cái output ha. Ưu điểm của cái việc sử dụng thanh ghi là như vậy. Và khi mình sử dụng thanh ghi thì nó cũng sẽ có một cái trường hợp được tránh, đó là gì? Đảm bảo không có trường hợp hai bước nó thực hiện cùng một lúc. Khi mà các bạn lưu ý, khi mà mình viết chương trình điều khiển theo bước á, chương trình của mình nó sẽ thực hiện từng tự từng bước một ha, bước một qua bước hai, bước hai qua bước ba, bước ba qua bước bốn, và bước sau thì nó reset bước trước. Chính vì vậy mà trong một thời điểm thì chỉ có một bước nó được kích hoạt thôi, chỉ có một bước nó được nó thực hiện cái nhiệm vụ của nó thôi, và không có bước thứ hai. Và khi mình sử dụng cái kỹ thuật set reset hoặc là dùng kỹ thuật normal output coil thì có khả năng là mình, nếu như mình tạo cái điều kiện không tốt ha, hoặc là mình viết chương trình không tốt, thì nó có khả năng là hai bước nó thực hiện cùng một lúc hoặc nó thực hiện lặp lại. Chẳng hạn như chương trình mình có 10 bước, khi chương trình mình thực hiện đến bước số 3 ha, bằng một cách nào đó mình viết nó nhầm lẫn trong chương trình, thì có thể nó bắt đầu lại từ bước số 1, có nghĩa là nó tồn tại đồng thời bước số 3 và bước số 1 ha. Hoặc nó có thể tồn tại hai bước, là bước số 3, bước số 2, hoặc bước số 3, bước số 4, thì cái điều đó là không được cho phép đối với một cái chương trình mà mọi việc nó thực hiện diễn ra theo trình tự. Tuy nhiên nếu như mình sử dụng cái kỹ thuật sử dụng cái data register này thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng là bị trùng bước hoặc là lặp lại bước ha. Lý do là cái thiết bị mà mình sử dụng trong cái kỹ thuật này đó là cái data device, và cái data device này thì nó chỉ có một giá trị thôi, trong một thời điểm nó chỉ có giá trị thôi, và chúng ta sẽ dùng cái giá trị của cái thiết bị data register này ha, xem như nó là cái bước luôn, và thường hay gọi nó là cái index của chương trình ha. Index chính là, ví dụ trong chương trình mình có 10 bước thì index nó là các số từ 1 tới 10. Thì cái cấu trúc chương trình của nó cũng đơn giản như vậy ha. Chúng ta sẽ sử dụng một cái device data register device, và chúng ta sẽ gán y vào trong này. Y chính là cái số bước ha, y nó sẽ là số bước. Ví dụ chương trình mình có 10 bước thì y sẽ là từ 1 tới 10. Rồi, cái điều kiện để bắt đầu một cái bước thì nó sẽ bao gồm là phải có bước trước kích hoạt và điều kiện cho phép để bắt đầu bước hiện tại ha. Ở đây nó có điểm lưu ý là chúng ta không cần phải reset ha. Khi mà mình thay đổi cái giá trị của cái device này thì cái bước trước đó nó đã bị vô hiệu rồi ha, nó đã bị vô hiệu rồi. Ví dụ như ở đây, ví dụ ở đây người ta sử dụng D0 ha, là data register để chứa index của các bước ha, trong chương trình. Thì ban đầu là mình cho D0 này nó bằng 0, lý do là mình reset cho D0 nó bằng 0. Thì cái điều kiện để bắt đầu chương trình là phải có nhấn nút start và D0 này bằng 0, tức là chương trình của mình chưa có chạy bước nào hết
hiện tại đây không bằng không. Sau đó nếu có điều kiện này thỏa rồi thì mình mua giá trị 1 vào đây không. Lúc này đây không bằng 1 có nghĩa là mình sẽ cho phép chương trình thực hiện bước số 1. Sau đó mình lại đi so sánh là nếu như đây không bằng 1 thì nó sẽ thực hiện cái bước số 1 đây ha, thực hiện bước số 1. Rồi, và khi mà có bước số 1 này rồi, nếu như có điều kiện cho phép bắt đầu bước số 2, ví dụ trong trường hợp này x1 là cái điều kiện cho phép bắt đầu bước số 2, thì lúc này mình sẽ mua giá trị số 2 vào D0. Như vậy khi mà D0 này bằng 2 rồi, rõ ràng là cái điều kiện này nó cũng sẽ không thỏa, và lúc này người ta nhấn lại nút start nó cũng sẽ không bắt đầu lại. Đồng thời là cái network này nó cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Do D0 bằng 2 thì network này bị vô hiệu hóa. Điều đó dẫn tới là cái bước số 1 cũng sẽ bị vô hiệu hóa luôn. À. Tiếp theo khi mà D0 bằng 2 thì nó sẽ thực hiện bước số 2 nè. Và đồng thời nó kiểm tra điều kiện cho phép bắt đầu bước số 3. Nếu điều kiện này thỏa thì nó sẽ mua giá trị K3 vào D0. Điều này có nghĩa là cho phép chương trình thực hiện bước số 3. Và khi mà D0 bằng K3 thì nó sẽ thực hiện bước số 3 nè. Và đồng thời kiểm tra điều kiện cho phép thực hiện bước số 4. Giả sử như đến đây thì chương trình nó chỉ có 3 bước thôi. Đến đây khi mà hết bước số 3 rồi thì nó phải lặp lại cái bước đầu tiên, hoặc là nó kết thúc luôn và đợi nhấn nút start. Thì lúc này khi mà có điều kiện x3, tức là khi thực hiện cái step 3 này rồi, nó có điều kiện của x3, thì lúc này mình sẽ mua giá trị K0 vào D0, có nghĩa là mình sẽ reset cái flow của chương trình ha, reset cái trình tự của chương trình và cho nó về bước 0. Vậy thì lúc này cái hệ thống của mình nó muốn hoạt động lại thì phải nhấn lại nút start. Hoặc nếu bạn muốn cho nó tiếp tục mà không cần phải nhấn lại start thì mình mua cái giá trị K1 vào D0 thì nó sẽ bắt đầu lại cái bước số 1. Ha, đó là kỹ thuật dùng data register. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ trong một cái hệ thống tròn. Ví dụ ở đây chúng ta có cái nút start là x0 nè, nút stop là x1, cảm biến loss switch là x2, van A, van để chứa cái chất A là điều khiển cái van là Y20, van B là Y21, điều khiển motor là Y22 và điều khiển van C là Y23. Và khi những cái thiết bị này on thì nó đồng nghĩa với việc là open hoặc run, còn khi nó off là đồng nghĩa với việc là close hoặc là stop. Thì cái chương trình của cái hệ thống này nó hoạt động như sau. Đầu tiên mình mở van A, mở van B luôn, cho hai chất A và B vào, và khi mà nó tạo thành một cái hỗn hợp cho tới khi nào cái slot switch này nó được tác động, tức là cái mực chất lỏng A và B nó đến cái vị trí slot switch này, thì cái cảm biến này nó sẽ on ha. Nó sẽ on, tức là cái chất lỏng đầy, và lúc này người ta sẽ bật cho động cơ này nó quay để nó trộn. Và sau khoảng thời gian delay thì lúc này nó sẽ tắt động cơ và mở van C để đưa cái hỗn hợp sao trộn ra ngoài ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái chương trình ha. Đầu tiên là x0 là nhấn nút start nè, và ở đây chúng ta sử dụng cái kỹ thuật là dùng thanh ghi ha, dùng thanh ghi data register, thanh ghi dữ liệu để mà tạo ra cái chương trình điều khiển theo bước. Và đầu tiên là D0 mình cho bằng 0 ha, và mình so sánh là nếu như D0 nó đang bằng 0. Thông thường khi mà mình trong chương trình BC mà nếu như mà mình chưa thay đổi giá trị của D0 thì mặc định nó là D0 bằng 0. D0 bằng 0 tức là chương trình của mình nó chưa bắt đầu bước nào hết, thì lúc này khi mình nhấn nút start thì cho phép bắt đầu chương trình, và lúc đó mình mua giá trị 1 và D0 ha. Như vậy chương trình của mình nó sẽ được phép thực hiện bước số 1 bằng cách là mình kiểm tra nếu như D0 bằng 1 thì mình cho phép là thực hiện bước số 1. Và trong bước số 1 thì mình sẽ mở hai van, van A và van B, chỉ cho hai chất A và B cùng vào cho tới khi là cái flow switch, tức là cái sensor S2 này nó on, tức là hai cái chất A và B nó đã đầy rồi ha. Thì lúc này mình sẽ mua K2 vào D0, tức là chương trình được phép thực hiện bước số 2. Ở bước số 2 là mình bật motor lên, đồng thời mình delay khoảng thời gian là 20 giây ha, T1 K200, tức là delay 20 giây, 200 nhân cho 0.1 giây đó ha. T1 đó là 0.1 giây time bay. Và sau đó khi mà nó đủ thời gian ha, khi nó đủ thời gian thì mình cho phép nó thực hiện bước số 3, mua 3 vào D0. Và khi mà đến bước thứ 3 này thì mình đóng, mình mở van C. Mở van C và ở đây mình cũng dùng delay ha, lý do nó không có cảm biến để phát hiện khi nào cái mực chất lỏng ở trong cái bồn nó cạn, thì lúc này mình cũng delay là 20 giây ha. 20 giây. Khi nó đủ 20 giây thì mình cho nó quay về bước 0, tức là lúc này hệ thống muốn hoạt động lại thì nó phải nhấn lại cái nút start.
Thì đó là cái cách viết chương trình ha, cho một cái ví dụ cụ thể sử dụng cái kỹ thuật data register để lập trình tương tự theo bước. Thì hy vọng các bạn hiểu và có thể áp dụng được cái nội dung của chương này.